Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Bí mật động trời đằng sau nhà vệ sinh. Khi một đại kiện tướng cờ vua liên tục vào nhà vệ sinh trong lúc thi đấu, người ta đã nghĩ gì? Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Câu trả lời sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ. Sau hai trận đấu mở màn giải cờ vua đồng đội Tây Ban Nha, kỳ thủ Vallejo đã phàn nàn với trọng tài rằng đối thủ của mình là đại kiện tướng Kiri Shevchenko thường xuyên rời khỏi ghế ngồi để vào nhà vệ sinh. Nhận thấy có điểm bất thường, ban tổ chức đã cử người đi điều tra. Nghi vấn đã được củng cố thì Kiri chỉ vào một buồng vệ sinh duy nhất, mặc dù các buồng khác không ai thì anh ta cũng không vào. Khi trọng tài nói phòng này còn trống thì anh ta đã bỏ đi ngay mà không đi vệ sinh nữa. Thấy có quá nhiều điểm nghi ngờ, trọng tài đã kiểm tra và phát hiện ra một chiếc điện thoại đã bị khóa trong buồng vệ sinh đó. Đối chiếu nét chữ viết tay của Kirill Shevchenko và nét chữ trong điện thoại, họ phát hiện ra nhiều điểm tương đồng. Múi giờ trong điện thoại cũng nhanh hơn múi giờ Tây Ban Nha và trùng hợp với múi giờ mà Kirill Shevchenko đang sinh sống ở Rumani. Dựa trên những bằng chứng không thể chối cãi, Kirill Shevchenko lập tức bị trục xuất khỏi giải đấu. Từng được coi là thần đồng cờ vua khi đạt danh hiệu đại kiện tướng 15 tuổi. Và có lúc Elo tiệm cận mức siêu đại kiện tướng 2.700, song Kiri không chịu nhận tội. Tuy nhiên thì dựa trên những bằng chứng công bố thì khả năng cao là Kiri Shevchenko sẽ bị cấm thi đấu dài hạn. Và không để các bạn phải chờ lâu, hãy cùng dậy chơi cờ vua lật tẩy màn gian lận của Kiri Shevchenko qua ván đấu với Francesco Vallejo này á. Với lợi thế cầm quân trắng, Kiri Shevchenko mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Francesco Vallejo nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt E5. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công được coi là mạnh nhất trong khai cuộc thoáng. Đen nhảy mã F6, sử dụng phòng thủ Alekhine để chống lại. Trắng ăn mã lên E5, nên ăn mã vào E4. Trắng di chuyển hậu lên E2 tấn công mã. Đen bắt trước đưa hậu lên E7. Tấn công lại con mã trắng ở trung tâm. Trắng ăn hậu lên E4 bảo vệ mã. Đen đẩy tốt D6, sử dụng đòn giằng để bắt mã. Trắng đẩy tốt D4, tăng cường bảo vệ mã. Đen nhảy mã C6, tăng thêm quân tấn công tốt. Biết khó có thể nuốt trôi được con tốt này, trắng chép miệng nhảy mã lên C3, đưa quân xuất trận thật nhanh. Đen ăn hậu lên E5, lập lại thế cân bằng về lực lượng. Không thể tránh được cuộc giao chiến này, trắng nên chủ động đổi luân hậu vào E5. Nên ăn mã lên E5, trắng phi tượng lên F4, tấn công mã và xiên vào con tốt ở C7. Nên triển khai tượng lên D6 bảo vệ mã và chuẩn bị nhập thành. Trắng đùi tượng về G3 cho các tốt bảo vệ, để phòng có biến. Nên hùng hổ dâng tốt H5, nên dọa sẽ tràn sang H4 truy sát tượng. Trắng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Nếu mà đen vội vàng tiến tốt sang H4 để tấn công tượng ngay thì trắng sẽ đổi tượng lấy mã E5. Nên ăn tượng lên E5 thì trắng sẽ qua sẽ E1, tung ra đòn giằng bắt tượng. Nên đẩy tốt F6, cố gắng bảo vệ tượng thì trắng sẽ đẩy tốt F4 và bắt chết tượng. Trở lại ván cờ thực tế, không vội vàng xông lên ngay, nên đẩy tốt F6 bảo vệ mã. Trắng tung mã lên B5, kết hợp cùng xe tấn công tượng. Không thể chạy tượng vì sẽ bị mã trắng ăn C7 chiếu bắt xe, nên liều lĩnh thúc tốt tràn sang H4 tấn công tượng. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng có thể phế luôn con xe vào tượng D6. Nên ăn tốt lên D6 thì trắng sẽ ăn tượng vào E5. Nên ăn tốt lên E5 thì trắng sẽ nhảy mã C7 chiếu. Nên chạy vua sang D8 bắt mã thì trắng sẽ ăn mã vào A8. Nên lên tượng D7 thì trắng sẽ di chuyển tượng lên E2. Nên qua vua C8 thì trắng sẽ qua xe D1 tấn công tốt. Và trắng sẽ chiếm một chút ưu thế khi mà đen phải mất thời gian để tìm cách bắt lại con mã. Trở lại với diễn biến ván cờ, trắng chạy tượng với F4 tránh đòn. Lúc này thì đen mới đưa vua lên E7. Tăng thêm quân bảo vệ tượng. Ngay lập tức trắng đuổi mã vào tượng D6. Nên ăn tốt lên D6. Trắng lùi tượng về D2, chuẩn bị chuyển hướng tấn công sang đường chéo A3 F8
nhằm uy hiếp con tốt ở D6. Nên phi tượng lên G4 tấn công xe. Mị đen quấy rối, trắng liền đẩy tốt F3 đuổi tượng. Nên chạy tượng với F5. Trắng theo kế hoạch phi tượng lên B4, hợp sức cùng xe tấn công tốt D6. Không hề nao núng, nên qua xe D8, tăng cường quân phòng thủ và bảo vệ tốt. Nhận thấy thế trận của đen đang rất là chắc chắn, trắng liền lên tượng E2, mở đường cho xe trong góc ra tham chiến. Nên qua xe C8, phối hợp với tượng để triển khai phản công vào con tốt trắng ở C2, tấm lá cắn quan trọng trước mặt vua của đối thủ. Thấy vậy, trắng lập tức đẩy tốt C3 phòng thủ, nên vào vua F7 tránh khỏi tầm ngắm của tượng trắng trên đường chéo A3 F8 và chủ động mời gọi trắng xơi con tốt. Được đen cho quà, trắng không từ chối liền quất luôn con tượng vào tốt D6. Ngay lập tức, nên nhảy mã C4 tấn công tượng và đe dọa sẽ nhảy mã E3, tung ra đòn tấn công đôi nhắm vào xe và tốt. Nếu mà trắng vội vàng ăn tượng vào C4, tiêu diệt quân mã nguy hiểm thì đen sẽ ăn xe lên C4. Trắng tuy hơn một tốt, song tượng khác màu ô nên cơ hội dành cho chiến thắng là không cao. Do đó mà trắng đã kéo tượng lùi về F4, vừa chạy vừa bảo vệ điểm yếu E3. Nên qua xe E8 tránh giao chiến trực diện với xe trắng và tấn công tượng. Trắng huy động xe trong góc qua E1 bảo vệ tượng, không để cho trắng kịp thời củng cố thế trận. Nên mạnh mẽ dâng tốt G5, tấn công tượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ điểm yếu E3. Liên tục bị đen quấy rầy, trắng nghiến răng choảng lưng tượng vào mã C4 diệt trừ hậu họa. Nên ăn xe lên C4, trắng tiếp tục đuổi xe vào E8. Nên ăn vua về E8. Như vậy thì sau một loạt nước ăn uống và đổi quân loạn xạ, hai bên đã đưa nhau về cờ tàn xe tượng đấu với xe tượng. Trắng tuy hơn một tốt, song tượng lại khác màu ô nên về cơ bản thì lợi thế là không quá lớn, chưa chắc đã có thể đánh bại được đối thủ. Trắng chạy tượng về E3 bắt tốt, nên đẩy tốt A6 tránh đòn. Trắng cặp xe xuống D6 tiếp tục bắt tốt. Lần này thì đen đã chủ động lùi xe về C6 bảo vệ, đồng thời gạ gẫm trắng đuổi xe. Tất nhiên là đang hơn tốt nên trắng cũng không ngán, liền đổi luôn xe vào C6, tiện thể làm suy yếu cấu trúc tốt cánh hậu của đen. Đen đang tốt lên C6, đưa về cờ tàn tượng khắc màu ô, một loại cờ tàn rất dễ hòa cho dù trắng có ưu thế hơn một tốt. Theo bản năng, đen đẩy tốt H3 chọc ngoáy, tìm cách làm suy yếu tốt cánh vua của đối thủ. Trắng đẩy tốt G4 bắt tượng, nên chạy tượng với E6 rình rập. Trắng đẩy tốt B3 chặn đường tấn công của đối thủ, nên lên vua D7. Trắng đẩy tốt C4 mở đường cho vua xông lên, nên tiến vua lên D6. Trắng lên vua D3. Lo ngại trắng củng cố thế trận xong thì sẽ có thể di chuyển vua theo hướng E2, F2 và G3 bắt chốt con tốt H3. Nên liều lĩnh dâng tốt F5 đột phá, định đổi hàng loạt các tốt cánh vua. Thấy đen hổ báo, trắng liền đẩy tốt F4, sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ. Nên ăn tốt sang G4, trắng ăn tốt sang G5. Nên đưa vua lên E5 khống chế trung tâm, đe dọa sẽ đẩy tốt G3 đột phá tạo tốt thông. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, trắng vội vàng kéo tượng lùi về F2 để phòng thủ. Nên phi tượng lên F5 chiếu, đồng thời chặn đường xuống của tốt G5. Trắng chạy vua sang C3. Lần này thì đen lại phi tượng xuống C1 bắt tốt, cố gắng làm sọc sạch đội hình tốt cánh hậu của đối thủ. Trắng đẩy tốt A3 tránh đòn, nên qua vua F5, chắc mẩm quả này sẽ bắt lại được con tốt. Nếu mà trắng lên tượng E3, cố gắng bảo vệ tốt thì đen sẽ đẩy tốt xuống G3 đột phá. Trắng ăn tốt lên G3 thì đen sẽ đẩy tốt xuống H2 và trắng sẽ không thể chống đỡ tốt đen xuống phong hậu. Do đó mà trắng đã liều lĩnh bỏ tốt G5 để xông vua lên D4. Với ý đồ sẽ tranh thủ vua đen đang lạc trận cánh vua, tìm cách bắt lại tốt cánh hậu nhằm tạo thành tốt thông xa bên cánh này. Thấy nguy,
nên vội vàng lùi tượng về C2 bắt tốt, tìm cách chọc ngoáy. Đang muốn dâng tốt lên thì đối thủ lại dã đúng vào chỗ ngứa. Trắng lập tức dâng tốt B4, nên ân vua sang G5. Ngay lập tức trắng lao vua lên C5 bắt tốt. Nếu mà đen phòng thủ một cách bị động theo kiểu lùi tượng về E4 thì trắng sẽ tiếp tục lao vua xuống B6 để bắt con tốt ở A6. Do đó mà đen đã lùi tượng về B3, tấn công lại con tốt ở C4. Trắng ăn vua xuống C6, nên ăn tượng về C4. Lúc này thì thời gian của đại kiện tướng Francesco Varejo chỉ còn vài chục giây, trong khi Kiri Shevchenko còn tận hơn 23 phút. Và điều gì phải đến cũng sẽ đến. Trắng đẩy tốt A4, nên phi tượng xuống B3, tấn công tốt, hòng ngăn cản tốt trắng tiến sang B5. Trắng lắc vua qua B6 bắt tốt, nên ăn tượng về A4. Trắng ăn vua sang A6, nên phi tượng xuống C2. Trắng thúc tốt chàng sang B5, bắt đầu đưa bộ binh tiến sang vùng lãnh thổ của đen. Do con vua còn ở xa nên lúc này đen chỉ còn trông cậy vào một mình quân tượng để ngăn cản tốt trắng xuống phong hậu. Nên lùi tượng về D3, sử dụng đòn giằng hòng câu giờ cho vua sang để hỗ trợ. Trắng lùi vua về A5, tránh khỏi đòn giằng. Nên lùi tượng về E4, trắng lao vua xuống B6, nên lại phi tượng xuống D3. Trắng qua vua C6, mở đường cho tốt tiến xuống. Theo bản năng, nên qua vua F5, trắng thúc tốt tiến xuống B6, nên để tốt G3, cố gắng phản công trong nỗ lực cuối cùng. Trắng ung dung ăn tượng lên G3 mồm kêu, mình xin. Nên lùi tượng về E4 chiếu, trắng chạy vua xuống C7, nên lùi vua về D7, trắng đẩy tốt B7, chuẩn bị phong hậu. Nên ăn tượng về B7, trắng ăn vua sang B7. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, đại kiện tướng Francesco Varejo đành phải dừng đồng hồ chịu thua, tránh khỏi một cái kết sấp mặt. Mặc dù chiến thắng, nhưng sau khi bị ban tổ chức phát hiện gian lận, thì Kiri Shevchenko lập tức đã bị xử thua cả hai ván và bị đuổi khỏi giải. Liệu án phạt tiếp theo sẽ là cấm thi đấu vĩnh viễn hay sẽ như thế nào? Thì Dạy Chơi Cờ Vua sẽ cập nhật đến các bạn khi có thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại một like để động viên Dạy Chơi Cờ Vua. Và ai chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông. Khi Dạy Chơi Cờ Vua ra video mới, bạn sẽ là người nhận được thông báo xem sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.